vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đạt chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt luôn à. Lại bền trong. Ống nhựa Hoa Sen, những nguồn hạnh phúc. Honda City mới, tầm cao dẫn bước. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong khi miền Bắc nắng chói chang thì ở khu vực miền Trung vẫn được hưởng tiết trời mát mẻ. Đó là do vùng thấp yếu từ bão số 4 kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực Bắc miền Trung vẫn tạo mây dông gây mưa. Trong chiều nay thì dự báo mưa sẽ xuất hiện từng lúc, vì vậy mà nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới hay Huế chỉ dao động trong khoảng từ 31 đến 32 độ. Còn các thành phố từ Đà Nẵng xuống đến Phan Thiết cũng có mưa rải rác nhưng xuất hiện tập trung trong khoảng thời gian chiều tối. Còn trước đó trời sẽ vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho tới 33 độ. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay mưa cũng không còn xuất hiện sớm như những ngày trước nữa. Dự báo mưa sẽ tập trung trong chiều tối nay, diện rải rác. Tuy nhiên, quý vị lưu ý rằng một số nơi vẫn có thể có mưa lớn, dễ đi kèm với gió giật mạnh và tố lốc nguy hiểm. Còn trong khoảng 2 đến 3 tiếng tới thì trời có nắng gián đoạn. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác sẽ dao động từ 29 cho tới 32 độ. Nắng nhiều nhất sẽ là tại khu vực Bắc Bộ, nắng kéo dài cho đến tận chiều tối đẩy nhiệt độ tăng cao. Nắng nóng xuất hiện cục bộ tại thủ đô Hà Nội, thành phố Lạng Sơn, Hà Giang và Lào Cai với mức nhiệt là 35 đến 36 độ, còn các nơi khác là 34 độ. Về áp thấp nhiệt đới ở khu vực Bắc Biển Đông thì dự báo trong 24 giờ tới sẽ gần như là ít di chuyển. Sau 24 giờ sẽ tăng tốc lên là từ 5 đến 10 km/h di chuyển theo hướng Đông Bắc. Trong 24 giờ tới thì vùng nguy hiểm sẽ là từ vĩ tuyến 16 cho tới vĩ tuyến 20 và phía đông kinh tuyến 114,5. Ngoài ra thì khu vực phía đông vùng biển Bắc Biển Đông xuống tới khu vực từ Bình Thuận trở vào đến Kiên Giang, bao gồm các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu và Côn Đảo sẽ có mưa rào và dông. Riêng khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía tây của huyện đảo Trường Sa thì cảnh báo có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 9. Còn với huyện đảo Hoàng Sa thì trời nắng ráo, tầm nhìn xa trên 10 km và gió ở đây ổn định là cấp 4 đến cấp 5. Và tiếp theo như thường lệ sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay.